Người phụ nữ ở chung cư River Park dương tính, Hà Nội thêm 9 ca. Chị PTT ở chung cư River Park Vũ Trọng Phụng có triệu chứng nhiễm COVID-19 từ ngày 3 tháng 9. Đến 5 ngày sau, chị mới lấy mẫu diện rộng có kết quả mẫu gộp dương tính. 2 ngày sau đó, chị nhận kết quả khẳng định dương tính. Sở Y tế Hà Nội trưa 10 tháng 9 cho biết, trong 6 giờ qua, Hà Nội ghi nhận thêm 9 ca dương tính mới, trong đó có 2 ca tại cộng đồng. Như vậy, trong 18 giờ qua, Hà Nội có 18 ca COVID-19, trong đó có 8 ca tại cộng đồng, 10 ca trong khu cách ly hoặc phong tỏa. 2 ca phát hiện tại cộng đồng qua sàng lọc khu vực có nguy cơ vào sáng nay đều có địa chỉ ở quận Thanh Xuân. Bao gồm chị VTH, 19 tuổi, ở 7B Giáp Nhất, phường Nhân Chính. Ngày 8 tháng 9, chị được Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm theo diện sàng lọc người sinh sống trong khu vực có nguy cơ, gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm cho kết quả nghi nhiễm. Ngày 9 tháng 9, chị được lấy mẫu lại xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính. Trường hợp thứ hai là chị PTT, 38 tuổi, ở tầng 21 chung cư River Park, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung. Ngày 3 tháng 9, chị T có xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh. Ngày 8 tháng 9, chị được lấy mẫu diện rộng có kết quả mẫu gộp dương tính. Ngày 10 tháng 9, chị có kết quả khẳng định dương tính. Ca bệnh liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh là NTG, 52 tuổi, ở Văn Hoàng, Phú Xuyên. Chị D là người lao động làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 4 tháng 9, chị về đến Hà Nội, sau đó được chuyển cách ly tập trung ngay. Ngày 9 tháng 9, được lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính. Trong 6 ca thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng, có 3 ca cùng địa chỉ ở ngõ 8 Hòa Bình 2, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Họ đều là F1 của bệnh nhân NVV, được lấy mẫu và được đưa đi cách ly tập trung từ ngày 31 tháng 8. Ngày 10 tháng 9, họ có kết quả xét nghiệm dương tính. 3 ca còn lại bao gồm 1 ca ở ngõ 328 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân và 2 ca ở cùng địa chỉ 67/88 Trần Quý Cáp, phường Văn Chương, Đống Đa. Họ đều là người phát hiện dương tính khi đã ở cách ly tập trung hoặc sống trong vùng phong tỏa. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3.714 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.586 ca. Số ca mắc là đối tượng đã được cách ly có 2.128 ca. Sở Y tế Hà Nội sáng ngày 10 tháng 9 cho biết, 12 giờ qua thành phố ghi nhận 9 ca mắc mới, trong đó 6 ca tại cộng đồng đều ở quận Hai Bà Trưng và 3 ca tại khu cách ly. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản về việc thực hiện ứng trực nghiêm 24/24/7, tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm và tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19. Trong tối và đêm hôm qua, ngày 9 tháng 9, nhiều địa phương tại Hà Nội đã tiến hành tiêm vaccine trong đêm để đảm bảo tiến độ ngày 15 tháng 9 tiêm cho 100% người trên 18 tuổi. Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đến ngày 15 tháng 9, tại các khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, cần lấy mẫu xét nghiệm ngay tất cả người dân ít nhất 3 lần để nhanh chóng phát hiện nguồn lây. Từng bước khôi phục và đẩy mạnh sản xuất tại các địa phương kết thúc giãn cách xã hội, nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch tại khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở sản xuất kinh doanh, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương trong vận chuyển hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu, phục vụ phòng chống dịch, hàng hóa phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu. Để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, đồng thời phát triển kinh tế, ngày 9 tháng 9, tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các sở ban ngành, huyện thị và thành phố về việc khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Theo đó, thực hiện thần tốc xét nghiệm sàng lọc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, nhanh chóng. Những đối tượng không được tham gia lưu thông gồm những người chưa tiêm vaccine, những người đã tiêm mũi 1 dưới 14 ngày. Sau đợt giãn cách thứ tư, tỉnh Bến Tre quyết định nới lỏng giãn cách từ chỉ thị 16 xuống chỉ thị 15 ở các huyện, thành phố là vùng xanh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cũng giao các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế của địa phương quyết định các loại hình dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn quản lý phù hợp với mức độ áp dụng chỉ thị và khả năng quản lý. Chỉ còn vài ngày nữa là tới thời điểm 15 tháng 9, Bình Dương phấn đấu mục tiêu trở lại trạng thái bình thường mới. Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương vùng đỏ đẩy nhanh việc thực hiện chiến dịch xét nghiệm, kiên trì bóc tách hết F0 ra khỏi gia đình và cộng đồng. Xác định tính chất cấp thiết, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương giao Sở Y tế điều phối lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là các địa phương cần sử dụng chiến lược 2-1, vừa xét nghiệm sàng lọc F0, vừa tiêm vaccine cho người dân. Đi test diện rộng cho như vậy cho người dân thì rất là tốt. Làm như vậy thì mình sẽ biết được là những ca F0 nào có bất chợt hay không.
thì mình có thể khoanh vùng và dập tắt dịch bệnh một cách sớm nhất. Với mong muốn là sẽ làm sạch được cái địa bàn, truy vết các cái F0 để đi cách ly điều trị, và từ đó sẽ giúp lại là sàng lọc và làm cho cái địa bàn nó sạch, để cho làm thế nào để sớm nhất là cho cuộc sống người dân rồi hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn phố An sớm trở lại bình thường. Ghi nhận đến ngày 9 tháng 9, tỉnh Bình Dương đã vượt ngưỡng hơn 146.000 ca mắc COVID-19. Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là khu vực tập trung công nhân, người thuê nhà trọ. Nhà trọ của Bình Dương được xây dựng rất lâu theo mô hình cũ, nên rất là chật, rất là đông người, rất là chật. Và điều kiện sống thì không thể nào tốt được. Nên chính vào điều kiện đó là cái mà lây lan virus trong cộng đồng rất nhiều, mặc dù người ta siết rất chặt. Nếu như cái F0 nào mà ở một cái cơ sở gia đình mà đảm bảo đủ điều kiện thì ở lại và có hướng dẫn phát đồ điều trị. Còn đối với các cái ca F0 thì chúng tôi dứt khoát không để lại nhà trọ. Bởi như nơi đây thì không đảm bảo cái điều kiện, và cũng như là nơi đây nếu để lại sẽ trở thành một cái nguồn lây mới. Từ đầu tháng 8 đến nay, trên 4,2 triệu lượt người ở Bình Dương đã trải qua test nhanh nhiều lần, qua đó phát hiện hơn 100.000 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, với tỷ lệ lây nhiễm chiếm đến 2,38%. Tỉnh Kiên Giang đang quyết tâm cao nhất để kiểm soát dịch bệnh. Chậm nhất là đến ngày 13 tháng 9 năm 2021, tỉnh sẽ trở lại trạng thái bình thường mới. Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh và Trung tâm Chỉ huy Phòng chống COVID-19 tỉnh thực hiện tốt các kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy, khẩn trương thực hiện tốt kế hoạch sàng lọc tách F0 ra khỏi cộng đồng, triển khai chủ trương cách ly F1 tại nhà, chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện ngay các kế hoạch theo kịch bản tại địa bàn, những nơi phức tạp triển khai các biện pháp mạnh hơn, thực hiện tốt việc thu dung điều trị, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu cách ly điều trị để không bị động, duy trì các hoạt động kinh tế sản xuất và hạn chế đến mức thấp nhất việc đứt gãy chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng trên địa bàn, tạo nguồn lực để phòng chống dịch bệnh và thực hiện an sinh xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân. Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư này đang càn quét trên khắp các địa bàn của tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cũng đã ghi nhận nhiều chùm ca bệnh với số lượng lớn, với những diễn biến phức tạp. Nhằm sớm ngăn ngừa lây lan của dịch bệnh, tỉnh Đắk Lắk cũng đang chỉ huy các hệ thống chính trị vào cuộc để chống dịch, đặc biệt là phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền phòng chống dịch, nhằm đưa cuộc sống trở về với trạng thái bình thường mới. Buôn Đờ Rao, xã Cư Né, huyện Cờ Rông Bút hiện là ổ dịch lớn nhất của tỉnh Đắk Lắk với trên 155 ca mắc COVID-19. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh đều là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những ngày qua, ổ dịch này cũng liên tiếp ghi nhận ca mắc mới và dự báo còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh công tác truy vết, xét nghiệm trên diện rộng để bóc tách F0, chính quyền địa phương đã huy động những người có uy tín trong cộng đồng, già làng, trưởng buôn, đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Đi từng ngõ, có từng nhà tuyên truyền, tới tận tay của bà con, đến từng nhà của đối tượng. Áp dụng 5 thông điệp của Bộ Y tế đề ra nhà, phải đeo khẩu trang, khử khuẩn, đi đâu giờ phải khai báo y tế. Vận động các cái người già làng có uy tín để cùng với các cái chức sắc chức việc của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện để tham gia cùng cái việc mà tuyên truyền tới các giáo dân, tới tín đồ, tới Phật tử của các cái tôn giáo để làm sao mà tạo thành cái sức mạnh chung của địa bàn huyện trong công tác phòng chống dịch. Là trưởng buôn cũng là tổ trưởng phòng chống dịch COVID-19 của buôn Veo A, thị trấn Krông Năng, ông Ivina Nie thường xuyên cùng các thành viên trong tổ tuyên truyền đến từng hộ gia đình để bà con thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay buôn A Veo vẫn là vùng xanh trong đại dịch. Dân là không chấp hành thì lúc đó chúng tôi sẽ gọi ban chỉ đạo và phòng chống dịch của thị trấn cùng với già làng thì cố gắng làm sao mà để cho bà con phải nghe theo với lại thực hiện
khẩu hiệu 5-3. Cho nên cái vai trò của những cái người mà có uy tín trong buôn đó, là người ta ngoài cái việc mà người ta tiếp thu những cái ý kiến của cán bộ, rồi người ta triển khai lại, và đặc biệt đó, là người ta vận động thì người dân đó, là tin tưởng và nghe theo rất là tốt. Những ngày này ở cao nguyên Đắk Lắk, trên các con đường vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hình ảnh của những già làng, trưởng buôn, người có uy tín tham gia tuyên truyền lưu động hay trực chiến ở các chốt kiểm dịch đã trở nên quen thuộc. Đây cũng là cầu nối để đưa những chủ trương, biện pháp phòng chống dịch của nhà nước đến gần với nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị để chiến đấu và chiến thắng đại dịch, đưa buôn làng trở về trạng thái bình thường mới. Thông tin từ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, trong 8 ngày đầu thực hiện chiến dịch tầm soát SARS-CoV-2 trên diện rộng, trên địa bàn đã phát hiện tổng cộng 410 F0. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Mỹ Tho, sau một thời gian thực hiện phong tỏa khu vực 1-2 thì tỷ lệ lây nhiễm đã giảm rõ rệt và mức độ nguy cơ của khu vực 2 đã giảm xuống gần tương đồng với khu vực 3. Tỷ lệ số khu phố, ấp theo tỷ lệ lây nhiễm của khu vực 2 tiệm cận so với khu vực 3. Tuy nhiên thì số khu phố, ấp của khu vực 1 tương đối sạch, còn ít. Thành phố Mỹ Tho quyết định tiếp tục phong tỏa diện rộng đối với khu vực 1, phường 2, phường 3 và phường 8. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, đến thời điểm hiện tại thì tất cả các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại địa phương đã khỏi bệnh. Tính từ ngày 31 tháng 7 đến nay đã qua 40 ngày trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Hiện thì tất cả các trường hợp là F1, F2, F3 của các ca mắc COVID-19 cũng đã âm tính và hoàn thành cách ly y tế. Tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K cộng vaccine của Bộ Y tế, tiếp tục xét nghiệm tầm soát cho các đối tượng có nguy cơ cao, tăng cường quản lý công nhân, chuyên gia ngoại tỉnh làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc, hoạt động vận tải, vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch theo quy định. Trong chiều ngày 9 tháng 9, tổ công tác của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với huyện Châu Đức đã đưa 19 thai phụ cùng một trẻ em dưới 3 tuổi đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh về lại địa phương. Những thai phụ được đưa về trong đợt này mang thai từ 20 đến 38 tuần tuổi, trong đó nhiều người cận ngày dự sinh. Việc chính quyền địa phương tổ chức đưa những thai phụ về địa phương để sinh nở là việc làm đầy nhân văn trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Đến nay, số liệu đăng ký trên hệ thống quê hương.bariavungtau.gov.vn đăng ký là gần 7.400 người. Và sau đợt thí điểm này, thì huyện Châu Đức sẽ tiếp tục đề xuất tỉnh đưa người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương, ưu tiên lần lượt là phụ nữ mang thai, người già, trẻ em và những người còn lại. Trong tối ngày 9 tháng 9, 20 chiếc xe khách chở 450 công dân Bình Định đang tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam đã về đến Bình Định. Sau khi về địa phương, 353 học sinh và công dân được đưa đi cách ly tập trung, còn lại 97 học sinh và công dân được cách ly tại nơi lưu trú. Đây là 20 chuyến xe khách đầu tiên trong số 60 chuyến xe do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức để đón miễn phí học sinh đang học tập tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh cùng với người thân bị kẹt lại tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 về quê. Trước đó, vào chiều cùng ngày, chuyến bay chở 193 công dân Bình Định từ thành phố Hồ Chí Minh cũng đã về đến sân bay Phù Cát. Trong ngày 9 tháng 9, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng với lãnh đạo các sở ngành địa phương đã đến kiểm tra tình hình hoạt động của các doanh nghiệp thực hiện phương án vừa cách ly vừa sản xuất trên địa bàn thành phố. Tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang và công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lệ đã nhấn mạnh việc thực hiện ba tại chỗ vừa đòi hỏi sự chủ động của các doanh nghiệp, vừa yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình thực hiện. Quá trình kiểm tra, Bí thư Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo quận Ninh Kiều tìm nơi lưu trú giá thích hợp cho công nhân để duy trì sản xuất, mục tiêu duy trì việc sản xuất kinh doanh. Về phía các doanh nghiệp cần xây dựng các phương án phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh nhằm đưa doanh nghiệp trở lại sản xuất bền vững. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh phức tạp ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thì việc cung cầu chưa gặp nhau đã khiến cả sản xuất và tiêu dùng đều gặp khó khăn. Và trong bối cảnh đó thì những combo nông sản thực phẩm từ vùng nguyên liệu đã bắt đầu đến tay của người dân thành phố, vừa tăng được nguồn cung, vừa thuận tiện cho công tác đi chợ hộ khi thành phố tiếp tục kéo dài giãn cách để kiểm soát dịch bệnh.
Khu phố 6, phường Thới An, quận 12 có hơn 400 hộ dân. Do hạn chế về số lượng người đi chợ nên thời gian qua chỉ giải quyết được khoảng 70% nhu cầu đặt hàng của người dân. Nay nhận được những combo rau củ, người dân hết sức vui mừng, đỡ lo trong những ngày tới khi thành phố tiếp tục giãn cách, không thể đi mua thực phẩm. Hôm nay là cũng đang thiếu rau củ quả. Rau củ quả là rất là tươi, đẹp, ngon. Anh chắc cũng đủ trong vòng một tuần. Thì cái này thì nó tiện lợi hơn, thì sẽ thông tin cho bà con để cho bà con có điều kiện, bà con đặt được trên nó để mình xuống mình ra thì nó tiện. Nhờ sự liên kết của địa phương với các vùng nguyên liệu thông qua tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp, đến nay mỗi ngày phường Thới An nhận được khoảng 1.000 combo rau củ thực phẩm, đáp ứng gần 40% nhu cầu trên địa bàn. Các vận động viên thì cứ cầm một cái bịch combo đó thì đến giao cho hội dân thì có giá tiền nó đã có niêm yết sẵn nên là dễ dàng trong việc thua tiền và cũng dễ dàng trong việc nhận hàng và cũng như là phân phối hàng cho người dân. Thì combo thì nó là giống nhau hết thì người dân chỉ chọn loại combo thôi. Các combo rau củ thực phẩm này được vận chuyển thẳng đến tay người tiêu dùng, loại bỏ nhiều khâu trung gian, nhờ đó mà giá thấp hơn từ 20 đến 40% so với thị trường. Bên cạnh đó, các hợp tác xã và các đơn vị tham gia cũng thiết kế các combo với giá hợp lý từ 100 đến 400 nghìn đồng, phù hợp với kinh tế, nhu cầu dinh dưỡng của người dân và tiết kiệm được nhân lực phân phối, vận chuyển hàng hóa. Trong vòng 24 giờ đồng hồ thì chúng tôi nhận được đơn hàng thì sau đó một ngày thì chúng tôi sẽ trao hàng kể cả mùa dịch này và sau hết dịch. Thì cung ứng này nó sẽ giảm bớt được cái thời gian và những cái các cái vấn đề liên quan cho cái công tác an sinh xã hội. Tạo ra một cái sự kết nối mới phù hợp trong cái giai đoạn thành phố đang siết chặt giãn cách. Các khu nhà trọ, các chung cư đã đánh giá rất cao cái combo này bởi vì nó rất là phù hợp với mức thu nhập hiện nay của bà con. Và chắc chắn là cái lượng hàng thông qua combo tổ công tác 970 sẽ cung cấp nhiều hơn nữa cho bà con. Mỗi ngày có 300 đến 400 tấn, cao điểm có ngày lên đến 1.000 tấn nông sản được cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh thông qua 1.400 đầu mối. Tuy nhiên con số này vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với năng lực cung ứng thực sự của vùng nguyên liệu. Trong khi đó nhiều người dân vẫn thiếu thực phẩm. Nếu mô hình này vận hành chân chu hiệu quả hơn trong thời gian tới sẽ là một kênh cung ứng thực phẩm tiện lợi, hợp lý cho người dân. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, đã có hàng trăm đoàn viên thanh niên thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tham gia công tác phòng chống dịch. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, những người lính quân hàm xanh, dù tuổi đời còn rất trẻ, đã có mặt trên khắp các tuyến biên giới, ngày đêm bám trụ tại các tổ chốt thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép. Thực hiện công tác phòng chống dịch trên biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên có hơn 300 cán bộ đoàn viên thanh niên thực hiện nhiệm vụ tại các tổ chốt. Xác định công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ hàng đầu, nhiều cán bộ đoàn viên thanh niên đã xung phong lên đường tăng cường cho các đồn biên phòng trên địa bàn các huyện Nậm Pồ, Mường Nhé nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch liên tục xuyên suốt. Dù đóng quân trên chốt gặp nhiều khó khăn nhưng được góp phần chống dịch của cả nước đối với tôi là niềm tự hào. Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của quân đội. Tôi mong rằng tất cả mọi người hãy vững tâm, tin tưởng và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch để chung tay phòng chống dịch, để trả lại cuộc sống bình yên cho mọi người. Với khẩu hiệu, mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh là một tuyên truyền viên trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Các chi đoàn đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền đa dạng bằng nhiều hình thức như tuyên truyền tập trung, tuyên truyền trên loa truyền thanh tại các bản giáp biên, tuyên truyền lưu động bằng loa kéo, phát tờ rơi, vận động các gia đình ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép. Quá trình triển khai thực hiện các hoạt động tình nguyện thì bên cạnh việc chấp hành nghiêm các quy định thông điệp 5K của Bộ Y tế, chúng tôi còn chỉ đạo các chi đoàn hướng dẫn đoàn viên thanh niên thực hiện tốt 3T của Trung ương đoàn, đó là tiên phong, tương trợ và thích ứng. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, Đảng ủy Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Si Phìn đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiều biện pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc phát huy vai trò xung kích sáng tạo của đoàn viên thanh niên đơn vị trong tham gia phòng chống dịch COVID-19. Có nhiều đồng chí tuổi đời và tuổi quân ngũ còn rất trẻ. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên đơn vị luôn có lập trường, tư tưởng kiên định vững vàng, yên tâm công tác,
sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xác định nhiệm vụ phòng chống dịch sẽ còn lâu dài và gian khổ, vì vậy mỗi cán bộ chiến sĩ là đoàn viên thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên luôn giữ vững bản lĩnh, kiên định lập trường, quyết tâm vừa thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ trên biên giới, vừa tham gia phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả, qua đó góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân nơi phên dậu Tổ quốc trong tình hình mới. Hiện nay Quảng Bình đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 ở nhiều địa phương. Người dân không được ra khỏi nhà nên là việc mua lương thực, thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu khác gặp rất nhiều khó khăn. Tỉnh đoàn Quảng Bình đã tổ chức các đội hình đoàn viên thanh niên tình nguyện để mua, chuyển hàng. Và đội hình shipper xanh này không chỉ hỗ trợ cho người dân địa phương thực hiện tốt việc giãn cách xã hội mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đến với cộng đồng. Đây là công việc hàng ngày của đoàn viên thanh niên xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Những ngày qua, những đoàn viên thanh niên này phân công nhau trực 24/24, tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng của người dân và kết nối với hệ thống siêu thị các cửa hàng để mua và vận chuyển các mặt hàng thiết yếu đưa đến tận tay người dân vùng phong tỏa. Đội tình nguyện áo trắng đã giúp bà con trong thôn là mua những thực phẩm thiết yếu cho bà con và rất hoan nghênh những đồng chí mà suốt ngày áo sẵn ở tình nguyện để giúp đỡ bà con trong thôn thật là chủ đạo. Hiện toàn thành phố Đồng Hới đã có 7/15 xã phường đã thành lập các mô hình nhằm cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho người dân trên địa bàn. Bất kể ngày nắng hay mưa, những thành viên đội shipper xanh này vẫn đều đặn hoạt động từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều để tiếp nhận hàng hóa và vận chuyển đến kịp thời cho người dân khu vực cách ly. Nhận thấy được sự khó khăn ở trên địa bàn của xã Bảo Ninh, thì đoàn thanh niên xã Bảo Ninh đã đề xuất với ban chỉ đạo phòng chống Covid của xã Bảo Ninh thành lập đội thanh niên tình nguyện, được gọi tạm gọi là đội shipper xanh. Thì nhiệm vụ của đoàn thanh niên là nhận các cuộc gọi từ người dân là hỗ trợ mua những lương thực, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu, các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Trong thời gian qua, dưới diễn biến rất là phức tạp của tình hình dịch Covid-19, tuổi trẻ Quảng Bình đã thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện tham gia vào các mặt trận để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả như là mô hình shipper xanh của đoàn viên thanh niên, đặc biệt triển khai ở các địa phương đang thực hiện cách ly theo chỉ thị 16 của chính phủ. Không chỉ thành lập các tổ shipper xanh giao hàng miễn phí cho người dân vùng giãn cách phong tỏa, những ngày qua, đoàn viên thanh niên Quảng Bình cũng đã đến các địa phương giúp người dân cách ly thu hoạch lúa. Hình ảnh những chiến sĩ áo xanh tình nguyện luôn xung kích trong mọi mặt trận đã góp phần lan tỏa sự đoàn kết, chung tay cùng với chính quyền sớm đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao các tỉnh, thành phố, các đơn vị nghệ thuật biểu diễn, trung tâm văn hóa nghệ thuật các tỉnh, thành phố về việc rà soát thực hiện chính sách hỗ trợ đối với nghệ sĩ, diễn viên theo quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng là nghệ sĩ, diễn viên đang giữ ngạch viên chức hạng 4, qua đó kịp thời động viên khích lệ lực lượng nghệ sĩ, diễn viên tiếp tục cống hiến, lao động, sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật.